Chuyển sang part 4 của speaking thì chúng ta sẽ có một số thay đổi một chút. Cái phần này thì nó không hẳn là cái phần mà các bạn sẽ phải nói cá nhân và cũng không hẳn là cái phần mà các bạn sẽ phải thảo luận, mà nó sẽ là sự kết hợp của cả hai. Sẽ có những câu mà người ta yêu cầu chỉ có bạn trả lời thôi, và cũng có câu người ta sẽ yêu cầu là bạn sẽ phải thảo luận với người cùng thi với mình. Những cái câu trả lời mà mình đề xuất ở đây thì là những cái câu trả lời mẫu thôi, thì các bạn có thể dựa trên cái phần nội dung thông tin của những cái câu trả lời mẫu này để các bạn có thể vừa có thể trả lời được những câu hỏi cá nhân, mà các bạn cũng có thể sử dụng những cái ý tưởng này để xây dựng thành cái phần thảo luận. Ở cái phần thảo luận của cái part 4 thì người ta sẽ không yêu cầu các bạn phải nói nhiều quá. Các bạn có thể là chỉ cần hai lượt nói thôi là đã đủ cho một câu, đủ cho một cái câu hỏi mà giám khảo người ta yêu cầu rồi. Đối với câu số 10 này, would you like to have more school trips? Có nghĩa là bạn có muốn có nhiều những cái chuyến đi cùng với những cái chuyến đi chơi ở trên trường nữa không? Where would you like to go? Và cái câu hỏi số 2 đó là cái câu hỏi số 2 mà mình mở ngoặc ở đây thì nó chỉ là câu hỏi backup thôi. Nghĩa là ví dụ như là trong trường hợp mà cái câu đầu tiên mà người ta hỏi ngắn quá thì người ta có thể sẽ hỏi thêm cái câu số 2 nữa. Và câu trả lời mình cung cấp, yes, I love more and more. Nothing better than making your days special by spending time discovering new places with classmates. I have plenty of great memories in school trips. Có nghĩa là tôi muốn càng ngày càng nhiều những cái chuyến đi đó hơn nữa. Chả có gì tốt hơn việc là làm cho những cái ngày của bạn trở nên đặc biệt bằng là cách là dành thời gian để khám phá những địa điểm mới cùng với những người bạn bè. Và tôi đã có rất nhiều những cái kỷ niệm tuyệt vời cùng ở trong những cái chuyến đi đó. Nếu mà các bạn trả lời đó là bạn muốn đi đâu chẳng hạn, thì các bạn có thể đưa ra cái địa điểm và lý do tại sao. Ví dụ như là I want to go to the beach because it's so beautiful. Như mình đã nói là cái câu trả lời của các bạn nó không cần quá phức tạp, nhưng mà nếu mà các bạn đánh được vào cái phần fluency và cái pronunciation thì bài nói của các bạn bao giờ cũng có khả năng đạt được điểm tuyệt đối. Câu hỏi tiếp theo đó là what do you need to take when you go on a trip? I have so many things necessary to bring for a great trip, but there are always not to be forget items, such as smartphone for taking photos and keeping contact, money and water. It is in case I want to buy presents for my sibling. She always loves my stuff I bring home from every trip. Câu hỏi ở đây người ta hỏi đó là bạn cần mang cái gì khi mà bạn tham gia một cái chuyến đi như thế. Thì mình đã trả lời đó là tôi có rất nhiều thứ cần thiết để có phải mang đi trong để chuẩn bị cho một chuyến đi tuyệt vời. Nhưng mà có những cái đồ mà không bao giờ có thể quên được, như là điện thoại này, smartphone để có thể chụp ảnh và giữ liên lạc này, money and water là tiền và nước uống. Đó là phòng khi mà tôi muốn mua quà cho đứa em của mình. Nó rất là thích những cái đồ mà tôi mang về từ mỗi chuyến đi. Đối với câu số 12, do you prefer to go on trips with your friends or your family? Có nghĩa là bạn thích đi tham gia những cái chuyến đi đấy cùng với những người bạn của mình hay là gia đình, và lý do là tại sao? I would rather going on trips with my friends, to be honest. They have sense of humor, so I keep laughing all the way. On the bus, we sing karaoke, play games, and chat about exciting things we see on the streets. Nghĩa là tôi thích tham gia những cái chuyến đi đấy cùng với những người bạn bè của mình. Và một lần nữa thì mình lại sử dụng cái cụm từ to be honest, có nghĩa là chân thành mà nói hay là chân thực mà nói. Họ thì khá là vui tính, vì vậy tôi luôn cười suốt cả chặng đường. On the bus, trên xe buýt thì chúng tôi hát karaoke này, chơi game này và nói chuyện về những thứ rất là thú vị mà chúng tôi nhìn thấy ở trên đường. What do you think is the best time of year to visit a city? Why? Có nghĩa là cái thời điểm tốt nhất trong năm để có thể thăm một thành phố là thời điểm nào và lý do tại sao? I think autumn is the best period of time to discover a city because the weather is very cool. At that time, I also don't have so many assignments at school to finish. Có nghĩa là tôi nghĩ là mùa thu là thời điểm thích hợp nhất để có thể khám phá một thành phố, bởi vì là thời tiết thì khá là mát mẻ và thời điểm đó thì tôi cũng không có nhiều bài tập về nhà ở trên trường để phải làm.
Đấy, ngoài cái lý do mình đưa ra thời tiết thì mình cũng đưa ra một cái lý do khách quan khác, đó là không có nhiều bài tập về nhà ở trên trường. Cái cách mở rộng câu trả lời như thế này thì rất là dễ ăn điểm. Thì ví dụ như ở cái phần discussion thì khi mà lượt kiện, các bạn có thể nêu ra cái lý do đầu tiên, đó là cái thời tiết mát mẻ. Thì khi mà bạn cùng thi với bạn đã đưa ra ý tưởng rồi thì các bạn có thể đưa ra cái ý sau nữa, đó là ngoài ra vào cái thời điểm đấy thì tôi cũng không có nhiều bài tập. Thế là chúng ta đã có hai lượt nói ở cái phần discussion rồi. Which do you think is more interesting, visiting the countryside or visiting a city? Có nghĩa là cái nào thì bạn sẽ cảm thấy thú vị hơn, thăm làng quê hay là thăm một thành phố và lý do tại sao? I would love to visit the countryside. It is because I live in the city center, so I'm quite familiar with it. In the village, it's extremely exciting to enjoy the fresh air and happy-go-lucky life with farmers and animals. I love the moments of feeding them and planting corn in the fields. Có nghĩa là tôi thích thăm làng quê, đó là bởi vì là tôi sống ở trung tâm thành phố, vì vậy tôi khá là quen thuộc với nó rồi. Ở làng quê thì nó tận hưởng không khí trong lành và cuộc sống vô tư lự với những người nông dân và những con thú thì thực sự rất là thú vị. Tôi thích những khoảnh khắc mà cho những con thú đó ăn và trồng ngô ở trên những cánh đồng. Vậy là chúng ta đã có một cái câu hỏi hoàn chỉnh cho cái câu 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 hỏi này, câu trả lời hoàn chỉnh. Và như các bạn để ý là ở cái phần part 4 này, cái chủ đề của những câu hỏi ở part 4 nó sẽ liên quan đến cái phần part 3. Nó sẽ liên quan đến cái phần mà các bạn đã vừa thảo luận ở part 3. Thế nên là mình có một cái gợi ý cho các bạn, đó là khi mà chúng ta thảo luận xong với người bạn của mình ở trong phần part 3 xong thì các bạn có thể hình dung được cái nội dung của những cái câu hỏi trong part 4. Và khi mà các bạn có tầm khoảng mấy chục giây gì đấy hình dung về những câu hỏi đấy thì các bạn đã có sẵn một một lượng những cái phần câu trả lời cho những cái câu hỏi part 4 rồi. Thế nên là chúng ta sẽ có một cái sự chuẩn bị tốt hơn và các bạn cũng có thể nói được nhiều ý tưởng hay hơn. Chúc các bạn thành công đối với kỹ năng speaking nhé.